Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tuần Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện của kênh nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Thiên Quan Tứ Phúc, giọng đọc Lãm, chương 47. Đột nhiên năm ngón tay của Minh Nghi bấu chặt bả vai của Sư Thanh Huyền đau điếng, cứ thế mà bị hắn đè xuống. Cùng lúc đó, thình lình có một bàn tay trắng hiếu vươn từ ở dưới nước lên, chụp lấy cổ họng của Sư Thanh Huyền. Thị quỷ! Nhờ Minh Nghi ấn xuống, cánh tay đó mới bắt hột. Hắn lại tung tiếp một chưởng, dưới nước truyền đến tiếng rít the thé. Chắc hẳn cái thứ đó đã bị đập nát. Sư Thanh Huyền ngồi phịch ở dưới đất. Minh Nghi kéo hắn dậy mà nói: Não của ngươi đang bị uống nước à? Đang ở hắc thủy quỷ vực mà tìm bờ dòng suối để rửa mặt là sao? Lúc nãy Sư Thanh Huyền đã vốc nước ở suối ngâm sát thị quỷ rửa cho tỉnh người, giờ nên cảm thấy buồn nôn mới phải. Xong, hắn chẳng còn lòng dạ nào để ý mấy cái thứ này nữa. Mặt mũi tóc tai nhỏ nước toan toản, ướt sũng như là chuột lột, hồn vía bay tít lên mây. Chỉ biết ngơ ngác mà để mặt Minh Nghi kéo, ngơ ngác bước theo đó phương. Thật ra ngẫm nghĩ lại, hãy chuyện gì mà dính dáng tới cái vị Minh Huynh này cũng sặc mùi đáng ngờ. Minh Nghi là địa sư, vậy theo lẽ đương nhiên, tất cả trận pháp rút ngàn dặm đất dọc đường đều do hắn vẽ. Thế mà thứ đáng ra nên sở trường chuyên biệt của hắn lại liên tục xảy ra cái vấn đề. Nhóm bốn người bọn họ vô duyên vô cớ bị đưa đến trấn Bát Cổ. Lúc đưa phong sư và thủy sư rời khỏi hắc thủy cũng lại gặp vấn đề. Là vì gian điện truyền tống lâu năm không được sử dụng, hoặc vì cái thứ nào đó đang quấy phá, hay vì chủ mưu sau cái màn thần thông quảng đại này. Mà nghĩ đi đâu cho xa, đáp án đơn giản nhất là chính là tất cả đều do Minh Nghi giở trò. Lần đầu tiên phong sư bị Bạch Thoại Chân Tiên lừa đi là Minh Nghi để lạc mất. Đến lần phong sư bị rút pháp lực, Minh Nghi cũng là người đầu tiên phát hiện. Kẻ luôn bầu bạn kề bên, nắm rõ nỗi sợ hãi và hành động của Sư Thanh Huyền chính là hắn. Biết khẩu lệnh thông linh của phong sư, có thể sai sự Bạch Thoại Chân Tiên uy hiếp phong sư, tự tay mở cửa trận phòng hộ ở đài Khuynh Tụ cũng là hắn. Khi đó Minh Nghi tự tay phá nát cái bức tường của điện phong thủy mà mặt không hề biến sắc, có lẽ vì đặc thù tính cách, nhưng biết đâu là vì hắn cố ý mà thôi. Mượn cớ đường đường chính chính đập nát bức hoành của kẻ thù ngay trước mặt chính chủ, đã thế kẻ thù còn phải cảm ơn hắn, quả là to gan ngạo mạn. Không phải Tạ Liên chưa từng nghi ngờ những chi tiết khác thường vụn vặt này, y cũng đã tự dò xét bằng ba câu hỏi kia. Ngặt nỗi y chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện tày trời lớn mật và khó bề tưởng tượng như thế lại có thể xảy ra. Một con quỷ quanh năm cải trang thành một vị thần quan vẫn luôn ẩn náu ngay giữa bọn họ. Hắc thủy trầm chu xưa nay luôn khiêm nhường, quanh năm tồn tại với một cái thân phận khác, ắt hẳn phải khiêm nhường thôi. Câu trả lời của Minh Nghi lúc đó đích thực chẳng hề lộ sơ hở. Đó là vì hắn đã cắn nuốt Bạch Thoại Chân Tiên, chiếm được năng lực của nó, có thể sai sử nó như thuộc hạ. Quỷ vương cấp tuyệt chắc chắn là trên cơ của nó, tất nhiên không bị kiềm hãm bởi đặc tính đó rồi. Muốn nói thật thì nói thật, muốn nói dối thì cứ nói dối thôi. Tay chân của bộ hài cốt linh hoạt và khéo léo, rất phù hợp với thân phận địa sư. Tại sao phải thờ nó trong U Minh Thủy Phủ, hoặc nên nói là nhất định phải làm như vậy? Bởi vì dù sao cũng là hài cốt của một vị thần quan, nếu xử lý cẩu thả hoặc chôn cất sơ sài thì tuyệt đối không thể giải quyết gọn hậu quả, tất nhiên chẳng đè nổi ván quan tài. Do đó, chỉ còn có một cách đối phó là đãi bằng nghi lễ long trọng, thờ ngay trong điện của chính mình. Tuy nhiên, điều giúp Tạ Liên đoán được thân phận của bầu hài cốt không riêng gì chuyện này, mà là cái việc nó đột ngột nhào lên. Thủy sư hỏi tại sao bộ hài cốt này lại hồi quang phản chiếu, Minh Nghi bèn cướp lời. Chỉ cần cái thứ này không đứng dậy cản đường chúng ta, hắn là ai cũng chẳng quan trọng. Nhưng trên thực tế, e rằng vốn dĩ không phải câu này kích thích Minh Nghi thật sự, mà là bốn chữ địa sư đại nhân phía sau. Đơn giản thôi, bởi vì đó mới chính là địa sư đích thực. Thế mà cái kẻ mạo danh nó lại đứng ngay ở trước mặt, đã như thế còn cố ý chỉ dẫn qua loa, lòng vòng đưa họ đi sai hướng.
Đôi khi Minh Nghi lại cố tình dùng cách ngược lại, đẩy nhẹ vài cái về hướng chính xác để cởi bỏ hiềm nghi. Chẳng hạn như nói với Hoa Thành, quả nhiên ngươi có nội gián ở Thượng Thiên Đình. Nhưng nội gián đó chẳng phải là chính hắn sao, vậy nên Hoa Thành mới móc mỉa lại. Chẳng phải ngươi đã biết từ sớm rồi sao? Ẩn ý là cần gì giả vờ giả vịt nữa. Có điều từ nội gián này e rằng là chưa có chính xác. Giữa hai người này nên gọi là thỏa thuận, ví như trao đổi thông tin chẳng hạn. Lợi ích khi hai quỷ vương cấp tuyệt hợp tác lẽ nào không phải là đôi bên cùng thắng. Hắc Thủy trà trộn vào Thượng Thiên Đình, nắm rõ mọi hoạt động lớn nhỏ trên thiên giới. Hoa Thành thì cắm rễ tại nhân gian, tín đồ trải rộng khắp chốn. Trừ những cái điều đó ra thì hai người bọn họ có hợp tác thêm gì nữa hay không thì chẳng ai biết được. Quân Ngô phái địa sư đến nằm vùng ở chợ quỷ, quả đúng là đại hồng thủy nhấn chìm Miếu Long Vương, tiễn trộm về ổ trộm. Từ lúc Minh Nghi ẩn nấp trà trộm đến nay, có lẽ xảy ra hai lần ngoài ý muốn. Lần đầu tiên là phép hỏa long khiếu thiên kia. Dĩ nhiên là cái kẻ mạo danh thế thân chẳng rỗi hơi đến mức đang yên đang lành lại bày ra cái việc nọ. Tạ Liên nghiêng về cái phía hỏa long khiếu thiên kia chính là Minh Nghi thật sự phát ra và một lần chạy thoát nào đó. Muốn giả dạng người khác trà trộm vào Thượng Thiên Đình một cách triệt để, không hiểu đủ về người đó là không được. Thế nên phải giữ người bị mạo danh sống sót, moi từng chi tiết một từ miệng của người đó, bao gồm những điều từng trải qua, tài nghệ, cách sử dụng pháp bảo này nọ kia. Minh Nghi giả ắt hẳn đã bắt nhốt Minh Nghi thật vào lúc hắn vừa vượt kiếp, còn chưa kịp phi thăng lên trời. Chứ nếu không thì nếu Minh Nghi thật đã tiếp xúc với những thần quan khác thì cái việc mạo danh thay thế sẽ rất dễ bị vạch trần. Đó là một việc ngoài ý muốn, thế nên khi nhận được tin tức, Hoa Thành không thể không trở về giúp đối tác giải quyết hậu quả. Mà trùng hợp thay là Tạ Liên cũng nhận được nhiệm vụ do Quân Ngô giao cho là vào chợ quỷ cứu viện. Lúc đó chẳng nhận ra, bây giờ hồi tưởng lại mới thấy, phải chăng là lần hành động đó quá thuận lợi rồi không? Đúng là Tạ Liên đã cứu được địa sư từ hầm giam ở Cực Lạc Phường, nhưng làm sao y phát hiện ra cái hầm giam đó? Là nhờ trước đó y nhìn theo thuộc hạ đeo mặt nạ quỷ, mang gông nguyền rủa của Hoa Thành, sau đó lại bắt gặp cái kẻ này thầm thà thầm thục đi ở trong Cực Lạc Phường. Vật như là cái gông nguyền rủa là một cái sự sỉ nhục, thông thường thần quan bị giáng chức đều muốn giấu giếm đi. Kẻ đeo mặt nạ kia sao lại đeo lù lù ở trên tay thế vậy? Vậy sau đó, vì sao hắn lại giấu đi? Ngoại trừ bất cẩn, thì chỉ còn có một cách giải thích khác nữa là hắn cố tình làm như vậy để thu hút cái sự chú ý của Tạ Liên, để y tìm thấy địa sư giả bị nhốt một cách hợp tình hợp lý nhất. Còn trên thực tế, chắc hẳn là sau khi phát tín hiệu cầu cứu, Minh Nghi thật sự mới bị giết chết. Do là chẳng còn cách nào hủy thi diệt tích, lại càng không thể giữ xác lại, vậy khác nào là chừa cả đống manh mối. Thế nên mới phải biến Minh Nghi thành bộ xương trắng. Việc ngoài ý muốn thứ hai chính là sau khi bị Bạch Thôi Chân Tiên đe dọa, sư Thanh Quyền đã tìm Tạ Liên giúp đỡ. Rõ ràng là Hoa Thành không có muốn Tạ Liên bị cuốn vào cái vụ này, nên lúc đó Minh Nghi mới bảo, đến đây không phải là chủ ý của ta. Sau đó, tại đài Khuynh Tụ, khoảng thời gian mà Hoa Thành rời đi, hẳn là để gặp Minh Nghi, chất vấn hắn, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Những cái suy luận này, Tạ Liên không có cơ hội kể rõ từng điều với sư Thanh Quyền, nhưng hiển nhiên sư Thanh Quyền có thể tự ngẫm ra từng chút một. Đôi tay giấu dưới tay áo vẫn rung lẩy bẩy suốt. Hai người sóng vai mà đi, Tạ Liên thì đang suy tư, sư Vô Độ đi đâu rồi? Người đầu tiên rời đi bằng cửa trận kia là sư Vô Độ, người cuối cùng mới là Minh Nghi. Chắc hẳn hắn không thể nào qua mặt sư Thanh Quyền để làm gì với sư Vô Độ. Vậy thì chỉ có 3 khả năng. Một là sư Vô Độ đã bị đưa đến một nơi khác. Hai là có thứ nào đó đã chờ sẵn sư Vô Độ tại đích đến. Hắn đã bị giết hại. Ba là sư Vô Độ tự đi rồi. Nếu là cái khả năng 1 và 2, vậy bây giờ Minh Nghi chẳng còn lý do gì phải tiếp tục diễn kịch ở trước mặt của sư Thanh Quyền nữa, rồi dắt nhau đi tìm thủy sư cả. Nghĩ đến đây, Tạ Liên chợt nghe Minh Nghi giả kia hỏi, mảnh khóa trường mệnh của ngươi đâu? Sư Thanh Quyền không kịp phản ứng, Tạ Liên lại giật thót. Minh Nghi hỏi vài tiếng, sư Thanh Quyền mới đáp lại, hả? Minh Nghi tức giận mà nói, chẳng phải ngươi nói hai mảnh khóa trường mệnh của các ngươi được chế tạo từ huynh đệ kim tinh sao?
sẽ cộng hưởng khi chủ nhân bị thương sao? Sư Thanh Quyền có chuyện gì cũng nói với Minh Nghi, hiển nhiên hắn sẽ hiểu rõ tác dụng của vật này. Nói đến thế kia, rõ ràng là muốn lợi dụng khóa vàng để đi tìm tung tích của sư vô độ. Sư Thanh Quyền lắp bắp mà nói, nhưng mà cái vết thương của ta đã khỏi rồi. Minh Nghi lạnh lùng mà đáp, vậy đơn giản thôi mà. Nói xong lại nhấc tay lên, Tạ Liên nghĩ thầm, lẽ nào là hắn muốn ra tay đâm Phong sư đại nhân mấy nhát. Đang tập trung tinh thần đề phòng, ngờ đâu Minh Nghi lại tự ấn lên cái vết thương trên tay của mình. Vết thương vốn đã khép miệng, bỗng chốc chảy máu ồ ạt. Minh Nghi nói, người đồ khóa đây, ta đeo cho. Nhìn đến đây, Tạ Liên không thể không thán phục. Mặc dù là đóng kịch, nhưng làm được tới mức đó, quả thật khiến cho người ta ngã ngủ bái phục. Y hoàn toàn có thể hiểu được tại sao sư Thanh Quyền lại coi trọng người bạn Minh Nghi như vậy. Nếu không phải hành động này ẩn chứa sát khí, không có ý tốt, thì người như thế đáng kết bạn biết dường nào. Sư Thanh Quyền lại chần chừ, chẳng dám nhúc nhích. Chỉ cần hắn giao khóa trường mệnh ra, hai mảnh khóa vàng sẽ cộng hưởng ngay lập tức. Một khi sư vô độ cảm nhận được, chắc chắn sẽ chủ động tìm đến trước. Minh Nghi nhíu mày mà nói, có phải ngươi sợ ngu người rồi không? Sư Thanh Quyền đáp, không phải, thật ra cái khóa này ta chưa nói cho huynh biết là chỉ có bản thân ta đeo mới có tác dụng mà thôi. Minh Nghi ngờ vực mà hỏi, có cái vụ này nữa à? Sư Thanh Quyền nắm chặt khóa trường mệnh gật đầu mà nói, có mà. Minh Nghi nhìn chằm chọc sư Thanh Quyền trong giây lát, dường như sắp bỏ qua ý định này, xong lại cúi đầu nhìn vết thương trên tay, chẳng nói gì thêm nữa. Ngờ đâu đúng lúc này, mảnh khóa trường mệnh trên cổ của sư Thanh Quyền lại rung lên. Sắc mặt của sư Thanh Quyền thoáng chốc, sọt một cái. Còn Minh Nghi phản ứng cực nhanh, lập tức đi về hướng khóa trường mệnh chỉ đến, mà nói, thị sư đại nhân ở bên kia. Khóa vàng cộng hưởng, chứng tỏ sư vô độ đang bị thương. Nhưng lúc hắn đi vào cửa trận, có sức mẻ miếng nào đâu. Bây giờ cái gì mà làm hắn bị thương như thế chứ? Tạ Liên có thể cảm nhận được, lúc này sư Thanh Quyền nửa thì vội vã muốn đi, nửa lại cực kỳ không muốn đi. Bọn họ bị nhốt trong thế giới ảo ở hồ Hắc Thủy, trên đảo chẳng còn người nào khác. Bùi Minh đang ở bên ngoài, nhọc nhằn đốn củi đóng thuyền quan tài, chờ bọn họ trở ra. Hiện giờ sư Thanh Quyền chỉ là người phàm, sư vô độ là bị thương thì đúng là gọi trời không thấu, gọi đất cũng chẳng hay. Vậy biết trốn sao đây? Đi vội một hồi, sư Thanh Quyền nói, Minh Huynh, ta thấy trong đó có bẫy á, tốt nhất mình đừng đi. Minh Nghi hỏi, bẫy gì cơ? Sư Thanh Quyền bấm bụng nói, làm sao anh của ta bị thương được, chắc gì kẻ bên đó là huynh ấy. So với sư Thanh Quyền, Minh Nghi có lý lẽ hơn hẳn. Bây giờ đang ở trong địa bàn của quỷ vương cấp tuyệt, chưa chắc thủy sư đại nhân đủ sức tự bảo vệ mình, bất luận là cái gì, qua đó xem trước rồi hẳn nói. Sư Thanh Quyền chẳng nghĩ ra cái cớ gì để không đi, Tạ Liên cũng nghĩ không có ra, đành im lặng theo dõi tình hình. Nương theo chấn động mạnh dần của khóa trường mệnh, hai người càng đi càng gần. Mới đó đã nhìn thấy sư vô độ đang nằm sóng sòi ở dưới đất, chật vật co quắp, che kín bụng mình. Trong đau đớn khôn cùng, sư Thanh Quyền nhìn là phát hoảng, hét lên, ca! Đoạn lật đật lại chạy tới, Minh Nghi cũng theo phía sau. Nào ngờ sư Thanh Quyền vừa đến gần cạnh bên, sư vô độ thình lình nhảy bật dậy ôm lấy hắn, cười sằng sặc như điên. Sư Thanh Quyền bị hắn ôm trọn trong lòng, sửng sốt tột độ, bây giờ mới phát hiện kẻ này mắt lé mũi lệch, nào phải là sư vô độ, chẳng qua chỉ là một quái nhân điên khùng mặc đồ của sư vô độ mà thôi, đeo khóa vàng trường mệnh thôi. Sư Thanh Quyền còn chưa mở miệng, chợt nghe một tiếng nổ to đùng, Minh Nghi bên cạnh đột nhiên ngã lăn quay ra. Trên ngực xuất hiện thêm một cái lỗ đen to, cỡ cái quả túi cầu, máu tươi chảy đầy đất. Một bóng người áo trắng nhảy phát từ ở trên xuống, kéo sư Thanh Quyền bỏ chạy mà quát, đi! Tạ Liên tập trung nhìn kỹ, người này mới chính là sư vô độ. Sư Thanh Quyền gọi, ca! Sư vô độ nạt khẽ, đừng nói nữa, mau đi theo ta, hắn không phải là người tốt. Chỉ trong chớp mắt, Tạ Liên hiểu ngay. Thì ra là sư vô độ không phải là đèn đã cạn dầu. Từ lúc ra khỏi cửa trận, phát hiện mình vẫn còn ở U Minh Thủy Phủ, hắn đã nhận ra điều đáng ngờ. Sư vô độ suy nghĩ đơn giản hơn Tạ Liên nhiều và cũng sắc sảo hơn nhiều, lập tức nghi ngờ Minh Nghi đang dở trò quỷ, bèn trốn trước để hắn không tìm được mình.
đồng thời cũng ẩn nấp trong góc tối, xem coi hắn là định làm cái gì. Có lẽ vì sư Vô Độ và sư Thanh Nguyên bị truyền đến hai nơi khác nhau, bằng không hắn đã dẫn em trai mình cùng nhau trốn. Sau khi phát hiện sư Thanh Nguyên đi chung với Minh Nghi, sư Vô Độ bèn lôi một gã quái nhân điên khùng tới, cho gã mặc áo ngoài và đeo khóa vàng của mình. Sau đó thì tung một chưởng để thu hút sự chú ý của Minh Nghi trước. Sau đó thì tập kích từ bên cạnh, sư Vô Độ ra tay cũng độc ác thật, rõ ràng hoàn toàn không có bằng chứng thuyết phục chứng minh Minh Nghi dở trò, nhưng hắn vừa ra tay lại nhắm thẳng vào mạng của người ta. Sư Thanh Quyền kìm lòng không đặng mà ngoảnh đầu lại, vừa ngoảnh đầu đúng lúc nhìn thấy Minh Nghi bị một chưởng xuyên tim, nằm ở dưới đất giây lát rồi nhõm dậy, mặt mày lạnh tanh, cúi đầu nhìn cái lỗ hổng máu chảy đầm đìa trước ngực, cuối cùng chậm rãi đứng lên. Ngay tức khắc, Tạ Liên cảm giác được một cơn lạnh thấu tim truyền từ sư Thanh Quyền đến tận đáy lòng của mình. Cho dù là thần quan, làm gì có ai bị đánh ra nông nổi đó mà còn có thể đi lại bình thường được. Hiển nhiên chỉ là có thứ không phải là người. Hai anh em chạy trốn một phen, đột nhiên lông măng trên lưng Tạ Liên chợt nhảy dựng lên, y quát lớn, cẩn thận. Vừa dứt lời, y kéo thủy sư lại. Khoảng không trước mặt bỗng truyền đến tiếng xé gió bén ngót, một luồng sáng lạnh lẽo xẹt qua. Nếu không nhờ Tạ Liên kéo lại, chỉ e rằng thủy sư đã bị cắt cổ. Là những kẻ ẩn mình chỉ có thể phản chiếu bóng mình ở trên mặt nước. Sư Vô Độ mắng một tiếng, trở tay lấy quạt thủy sư phất một cái, 7-8 mũi tên nước dài mạnh bắn ra từ gợn sóng trên mặt quạt, vòng quanh thân mình hai người bọn họ, tạo thành một vòng tròn bảo vệ. Lần này, những kẻ ẩn mình không động tới bọn họ nữa. Hai anh em tiếp tục chạy trốn, sư Thanh Quyền cứ nhìn không được ngoái đầu nhìn mãi. Lần này ngoảnh lại thì gợn tóc gái mà nói, hồi nãy đuổi kịp rồi kìa. Quả nhiên, Minh Nghi chỉ ở sau bọn họ chừng 20 trượng, giờ đang từ tốn bước về phía trước. Dù thoạt nhìn có vẻ từ tốn, nhưng mỗi lần sải bước, khoảng cách giữa hắn và hai người đằng trước lại rút ngắn hơn một đoạn dài trong chớp mắt. Dường như chỉ cần đi thêm 7-8 bước nữa là có thể túm được sau lưng áo bọn họ. Sư Vô Độ không quay đầu lại, có điều cứ mỗi lần phải quạt, trên mặt quạt lại bắn ra 20-30 mũi tên nước hình rồng sắc lẻm, rõ ràng ngưng tụ bởi nước, thế mà lại phát ra tiếng xé gió như là lưỡi đao làm từ thép rồng vậy. Quạt thêm phát nữa, bắn nhiều gấp đôi, quạt chừng vài phát, hơn 100 mũi tên nước đồng loạt bắn về phía Minh Nghi. Bao vây công kích từ 4 phương 8 hướng, chỉ cần chặn sót một mũi, thể nào cũng bị đâm thủng một lỗ lạnh thấu tim. Vậy mà Minh Nghi lại có thể dùng tay không chụp lấy mũi tên nước đầu tiên bắn tới, giật mạnh một cái như là đang giật dây thần vậy. Quạt thị sư cứ như thế bị giật khỏi tay. Quạt vừa rời khỏi tay, mũi tên rồng nước bay toán loạn trên không tung, bỗng chốc hóa thành mưa phùn răng khắp nơi, rơi lả tả xuống đất. Sư Vô Độ đột ngột dừng bước, nhìn tay mà không sao tin nổi. Hơn 100 năm đổ lại, đây là lần đầu tiên có người giật được quạt thủy sư từ tay của hắn. Lòng đã rõ chạy không thoát, sư Vô Độ ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Minh Nghi chắp tay sau lưng vững bước đến chỗ của bọn họ. Cả người hắn như đang nảy sinh biến đổi kỳ bí nào đó, cứ mỗi một bước đi, sự biến đổi này lại càng rõ ràng hơn một phần. Gương mặt vốn đã trắng ẩn, trông càng thêm nhợt nhạt, chẳng có chút màu máu nào, y hệt như là hoa thành. Chân mày trở nên sắc sảo hơn, đường nét gương mặt góc cạnh hơn, dĩ nhiên cũng càng u ám hơn. Vạt áo bào đen vốn đơn sơ giản dị, giờ đây lặng lẽ hiện lên những hoa văn chìm hình gợn nước, được thêu từ chỉ mạnh, tại những cái góc khuất khó thấy, lập lè ánh bạc quỷ quái. Khi hắn đi tới trước mặt hai sư phong thủy, tuy nhìn chung thì vẫn là cái gương mặt ban đầu đó, nhưng người thì đã khác hoàn toàn. Địa sư không phải võ thần, võ lực không tốt, pháp lực lại không mạnh, nhưng vị trước mặt này rõ ràng chẳng hề khớp với hai cái điều trên. Sư Vô Độ cảnh giác mà hỏi, rốt cuộc ngươi là cái thứ gì? Dường như cảm thấy là buồn cười, Minh Nghi nheo nheo mắt hỏi ngược lại, ngươi đang ở trong địa bàn của ta mà còn hỏi ta là thứ gì? Sư Vô Độ nói, hắc thủy quyền quỷ. Minh Nghi nhìn sư Thanh Quyền, nhưng sư Thanh Quyền lại chẳng có phản ứng gì. Sư Vô Độ nói, ngươi vẫn luôn là địa sư hay là... Lời còn chưa dứt, hắn đã ngộ ra, thì ra là thế. Nhưng mà cái hắn ngộ ra được
chỉ là việc huyền quỷ vẫn luôn ẩn nấp ở Thượng Thiên Đình. Sư Vô Đồ lại nói tiếp. Trước giờ, ngươi với ta nước sông không phạm nước giếng, phân lãnh thổ mà cai trị. Lần này đến địa bàn của ngươi cũng không phải là ta cố ý. Tại sao mỗi bên không chịu nhường một bước? Minh Nghi nghe vậy mà đáp. Thủy Hoàng Thiên hóa ra cũng có lúc không dám hoành. Sư Vô Độ trời sinh tính tình cao ngạo, nghe thấy những cái lời này, nét mặt thoáng cái hiện cái vẻ bất mãn. Tuy rằng người đứng dưới mái hiên, em trai đứng kế bên, không thể không cúi đầu, nhưng hắn vẫn chẳng cam lòng yếu thế mà nói. Nếu không phải thời cơ và địa điểm không thích hợp, chưa chắc sư mộ đã sợ ngươi. Minh Nghi lại bước thêm một bước, nghiêm trọng hỏi. Sư Vô Độ, ngươi nhìn xem, ta là ai? Sư Vô Độ khẽ nhíu mày nhìn đối phương. Hắn đã nhìn thấy cái gương mặt tên địa sư này vài lần rồi, vì vậy không hiểu lắm mà hỏi. Ngươi muốn ta nói là ai? Ngừng giây lát, tưởng Minh Nghi ám chỉ rằng mình không được tiết lộ thân phận của hắn. Sư Vô Độ bèn nói. Ngươi là ai? Chẳng sao. Ta lấy danh nghĩa thủy sư ra thề, chỉ cần không ảnh hưởng đến hai anh em ta, ngươi muốn làm gì, tất cả đều không liên quan đến ta. Sư Vô Độ còn chưa nói hết câu, Minh Nghi đã lạnh lùng mà cắt ngang. Thủy Hoàng Thiên, đúng là quý nhân hay mau quên mà. Năm đó ngươi lật tung sổ tên và ngày sinh của biết bao nhiêu người ở nhân gian. Nếm đủ trăm cay nghìn đắng mới tìm được một kẻ độc nhất như ta. Sao vậy, mới qua mấy trăm năm đã quên mất ta trông thế nào rồi sao? Nghe đến câu này thì sắc mặt của Sư Vô Độ từ từ trở nên méo mó. Lần đầu tiên loại biểu cảm như gặp quỷ này thường xuất hiện trên mặt của người phàm, hiện tại lại xuất hiện trên mặt của hắn. Đôi con ngươi co rút cực nhỏ. Sư Vô Độ buộc miệng mà nói. Ngươi còn sống? Hạ Huyền rít lên. Ta chết rồi. Nói xong câu đó, Hạ Huyền thình lình nhấc một tay, khép chặt bốn ngón, hất lên trên. Tạ Liên chỉ cảm thấy một cơn đau buốt ập vào đầu, là Sư Thanh Quyền ngất xỉu do bị ảnh hưởng bởi pháp trường của hắn. Chẳng biết là qua bao lâu, Tạ Liên mới chậm rãi tỉnh dậy theo ý thức của Sư Thanh Quyền. Mắt còn chưa có mở, đã cảm nhận được có cái thứ gì đó cà tới cà lui ở trên người. Từ từ mở mắt mới phát hiện ra là có 7-8 cái đầu bù xù hôi hám, một lũ quái nhân điên dại đang vây quanh Sư Thanh Quyền, vừa trơ mặt cười ngu ngơ quái đản, vừa thò tay mò bậy mò bạ. Tạ Liên xem như là bình tĩnh, đơn giản vì y đoán được bây giờ tính mạng không bị nguy hiểm. Với cái loại đám quái nhân này, chỉ hơi bẩn thỉu một chút thôi, chứ không tạo được uy hiếp gì. Nhưng mà Sư Thanh Quyền thì lại hoảng hốt cả lên, muốn đẩy ngay ra nhưng lại nghe tiếng xích len keng vang lên từng hồi, tay chân cũng lạnh ngắt, không sao nhúc nhích được. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là hắn đang bị những cái đoạn xích sắt to cỡ gậy gỗ còng vào một cái mặt tường lon lỗ, cánh tay thì treo lên cao tít. Nhìn trần nhà và mặt đất, hẳn là Sư Thanh Quyền đã quay lại U Minh Thủy Phủ. Cảm giác của Tạ Liên và Sư Thanh Quyền giống hệt như nhau, đầu đau như búa bổ, vừa định nói. Phong sư đại nhân, cứ bình tĩnh để ta dạy ngươi cách thoát khỏi loại xiềng xích này. Thế rồi chưa có nói xong, thì đột ngột nhận ra là mình vậy mà chẳng phát được cái tiếng nào. Dưới sự ngạc nhiên khôn tả, Tạ Liên vội vàng xem xét kỹ càng. Đúng là pháp lực của y đã mất một phần lớn. Tuy là hồn phách còn trụ được trong cơ thể của Sư Thanh Quyền, nhưng lại không thể điều khiển được thân xác này, thậm chí cả mở miệng nhắc nhở cũng không được. Chẳng lẽ pháp lực của Hoa Thành cho mượn đã dùng hết rồi sao? Không thể nào, y biết rõ thực hiện một lần dời hồn đại pháp tốn bao nhiêu pháp lực. Pháp lực Hoa Thành cho mượn chỉ có thể nhiều hơn, chứ không thể thiếu được. Hơn nữa, y còn cảm thấy được pháp thực đang trôi tuần tuột không ngừng, không khỏi ngạc nhiên và lo lắng. Đúng lúc này, đột nhiên có một cái giọng nói khàn đặc cất lên từ phía đối diện. Thanh Huyền! Sư Thanh Huyền hoa hết cả mắt, tập trung là tinh thần ngẩng đầu nhìn sang. Người lên tiếng gọi hắn thế mà lại là Sư Vô Độ. Sư Vô Độ không bị xách trói nhưng đang quỳ dưới đất, một thân áo trắng dơ dáy khủng khiếp. Thấy Sư Thanh Quyền tỉnh lại, Sư Vô Độ mừng ra mặt, dường như muốn chạy sang đây, nhưng lập tức bị cái kẻ bên cạnh đạp ngã, chỉ đành quỳ xuống lần nữa. Kẻ nọ đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt nghiêm nghị thăng trầm, màu da trắng đến nỗi khiến lòng người rét lạnh, chính là Hắc Thủy Huyền Quỷ, hoặc nên nói là Hạ Huyền. Sau lưng Hạ Quyền là một bàn thờ, bốn hũ tro cốt đen bóng lặng lẽ đặt ở bên trên, hai cây quạt bị xé nát vứt ở dưới đất,
chính là Quạt Phong Sư và Quạt Thị Sư, cha, mẹ, em gái, vị hôn thê. Hạ Quyền nói, dập đầu. Mắt Sư Vô Độ dán chặt vào người của Sư Thanh Quyền, miệng lại nói, được. Đáp xong, không ngờ Sư Vô Độ lại thật sự quỳ gối trước bàn thờ, cộp cộp mà dập đầu mấy chục cái với bốn cái hũ tro cốt kia, lại xong mới nhõm người dậy. Hạ Huyền lại đập mạnh một cú lên đầu của hắn, lạnh lùng nói, ta có cho ngươi đứng lên à. Sư Vô Độ bị cú đạp này làm cho chảy máu, cắn răng mà đáp, không có. Huynh trưởng cao ngạo chẳng bao giờ chỉ cúi đầu ngày trước, nay lại bị người khác đạp mạnh ở dưới đất. Tuy thừa biết chuyện anh mình làm có chút báo ứng nặng gấp 10 lần thế này cũng không quá đáng, nhưng máu mủ tình thâm, nói sao vẫn không đành lòng mà nhìn. Sư Thanh Quyền gọi, ca. Nghe tiếng, Hạ Huyền hững hờ lia mắt qua. Dù không ngóc đầu lên được, nhưng Sư Vô Độ cũng biết tiếng gọi này làm hỏng chuyện, bèn quát, để im miệng. Suy tính trong chốc lát, Hạ Huyền lại nhấc dài khỏi đầu của Sư Vô Độ. Sư Vô Độ sợ run người, ngặt nỗi không thể đứng lên, gọi khẽ, Thanh Huyền. Hạ Huyền chậm rãi bước tới. Lũ quái nhân điên khùng kia rất là sợ hắn, bọn chúng gào khóc tru tréo mà chạy trốn, nhưng vẫn len lén nhìn trộm Sư Thanh Quyền, như thể thèm khát thứ gì đó trên người của đối phương. Sư Thanh Quyền bị xích trên tường, nhìn gương mặt lẽ ra rất đổi quen thuộc với mình, từ từ đến gần mà cảm thấy xa lạ khôn tả. Hạ Huyền ngồi xổm xuống trước mặt Sư Thanh Quyền, im lặng một lát, rồi mở miệng hỏi, Bạch Thọ Chân Tiên, đáng sợ không? Hắn hỏi một câu điềm nhiên bình thản, Sư Thanh Quyền thì hai mắt dại ra, môi rung lên bần bật, nói không nên lời. Bạch Thọ Chân Tiên năm xưa đã đáng sợ tột độ, nhưng kẻ cắn nuốt Bạch Thọ Chân Tiên trước mắt còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần cái cơn ác mộng thở thiếu thời của Sư Thanh Quyền, mà nỗi sợ này vốn dĩ hắn nên sớm nhận lấy. Sư Vô Độ thấy vậy mà nói, Hạ Quyền, một người làm một người chịu, bắt ngươi trắng tay ương chính là chủ ý của ta, chuyện này không liên quan đến em trai ta. Hạ Quyền cười khẩy mà nói, không liên quan. Hắn nhìn chằm chằm Sư Thanh Quyền không rời mắt, gằn từng chữ, hạng phàm phu tục tử, tư chất tầm thường như em trai ngươi có thể phi thăng lên trời, vinh quang vô hạn. Cái hắn chiếm là số mệnh của ta, cái hắn hưởng là thần cách của ta. Ngươi nói ta nghe xem, đây gọi là không liên quan đến hắn à? Từng chữ của câu này hệt như từng nhát dao khứa vào tim, rõ ràng là đang nói cho Sư Thanh Quyền nghe. Mặc dù đã biết sự thật đằng sau, Sư Thanh Quyền vẫn không khỏi cúi đầu, chỉ cảm thấy đời này không ngẩng đầu lên nổi nữa rồi. Sư Vô Độ cố giữ bình tĩnh mà nói, ngươi, nếu vẫn luôn ở bên cạnh nó, hẳn nên biết ta không có gạt ngươi. Tính tình của nó không giấu được chuyện gì, từ đầu đến cuối nó thật sự không biết gì hết. Sư Thanh Quyền lạnh lùng mà quát, chính vì thế lại càng đáng hận, hắn dựa vào đâu mà cái gì cũng không biết hết. Sư Thanh Quyền nghe vậy càng cúi thấp đầu hơn nữa, dựa vào đâu mà hút máu của người khác, giẫm đạp lên hài cốt của người khác để lên trời, chính mình lại có thể yên lòng yên dạ, vô tư vô lượng hưởng dụng mọi thứ. Hạ Quyền hỏi tiếp, lúc đầu không biết, sau này cũng không biết sao? Sư Thanh Quyền ngẩng đầu lên, rung giọng mà đáp, Minh Huynh, ta. Hạ Quyền cắt ngang mà quát, câm miệng. Sắc mặt hắn gần như là hung ác, Sư Thanh Quyền nhìn mà rung mình, im như thóc. Hạ Quyền đứng phát dậy, đi tới đi lui trong điện U Minh Thủy Phủ, gằn giọng sống lên, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Sư Thanh Quyền nhắm chặt mắt lại, siết chặt nắm tay. Tạ Liên bỗng nhớ đến câu hay, hay lắm, căm phẫn tột độ hồi ở Trấn Bắc Cổ, cùng với cảnh tượng Minh Nghi ngăn cản Sư Thanh Quyền khi hắn muốn theo bụi mình qua bên Đông Hải. Tiếc rằng lần nào Sư Thanh Quyền cũng chọn cách giúp Sư Vô Độ. Sư Thanh Quyền nói nhỏ, xin lỗi. Hạ Quyền khựng lại mà hỏi, lời xin lỗi của ngươi đáng là gì? Một hàng bốn hũ tro cốt đặt ngay ở trước mắt của Sư Thanh Quyền dường như cũng đang mỉa mai câu xin lỗi nhẹ tên của hắn, khiến cho người ta càng thêm đau đớn, nóng ruột đốt gan. Như thể có nói gì cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Sư Thanh Quyền ấp úng, Ta biết là không có tác dụng gì, nhưng ta... Hạ Quyền giận dưng mà nói, nhưng ngươi cái gì? Ngươi biết không có tác dụng, nhưng ngươi vẫn muốn cố gắng bày tỏ thành ý, hy vọng cảm động được ta, hy vọng ta có thể buông bỏ hận thù,
hóa giải ân oán à? Sư Thanh Quyền vội vàng nói, không, không phải, ta đâu phải thế đâu, ta không có ý đó, ta thật sự là cảm thấy rất có lỗi với huynh, thật đó, Minh, Hạ công tử, ta biết ta với anh ta đều sai rồi, đến nước này cũng chẳng còn cách nào cứu vãn, vậy nên... Nghe vậy, Hạ Huyền hỏi, vậy nên... Giờ này phút này, nói gì thêm cũng nhạt nhẽo vô nghĩa, Sư Thanh Quyền ráng nghĩ một hồi, nhưng thật sự không nói được gì nữa. Hạ Huyền lạnh lùng lên tiếng, nói đi, sao không nói tiếp nữa đi, vậy nên ngươi bằng lòng lấy cái chết tạ tội phải không? Sư Thanh Quyền sửng sốt, Sư Vô Độ nghe không nổi nữa mà nói, Hạ Huyền, đầu sỏ gây tội là ta, là Bạch Thoại Chân Tiên, nhưng bản thân Thanh Huyền tội không đáng chết, ngươi... Hạ Huyền lạnh lùng mà hỏi, vậy một nhà năm người của ta, ai thì có tội, ai lại đáng chết hả? Sư Vô Độ nghẹn họng, Hạ Huyền lại hỏi tiếp, nói đi, ngươi bằng lòng không? Sư Thanh Huyền khẽ đáp, ta bằng lòng. Nghe như vậy, Hạ Huyền cười lạnh một tiếng, vì Sư Thanh Huyền đang cúi đầu, Tạ Liên không nhìn thấy rõ ánh mắt của Hạ Huyền, nhưng cho dù thấy được, chỉ sợ cũng chẳng đoán được suy nghĩ của hắn. Lát sau, Hạ Huyền chắp tay sau lưng bỏ đi. Thấy Hạ Huyền rời bỏ, lũ quái nhân điên khùng lại vây tới đây. Có kẻ ôm bắp đùi, ôm cánh tay Sư Thanh Huyền chẳng chịu buông. Có kẻ nắm tóc hắn, kẻ thì tròn cổ hắn. Kẻ nào kẻ nấy, mắt bốc ánh xanh, trông như là muốn nuốt sống hắn vào bụng vậy. Dù là Tạ Liên từng sống chung với cái đám ăn mày, cũng thấy sởn hết gai ốc mà nhủ thầm. Rốt cuộc những kẻ này là ai? Tại sao huyền quỷ phải nhốt một đống người điên này ở đây? Sư Thanh Huyền lại im lặng chịu đựng, mặc cho mấy kẻ điên đó xô tới đẩy lui, lôi qua kéo lại, không có dám hó hé tiếng nào. Hạ Huyền bàng quan đứng nhìn một trận mà hỏi, ngươi biết mấy kẻ này là ai không? Mấy bàn tay gầy đét bẩn thỉu sờ soạn khắp mặt và người Sư Thanh Huyền, nhưng hắn thậm chí chẳng dám nổi cáo, tất nhiên càng không rảnh xem xét rốt cuộc chúng là ai. Cuối cùng chỉ lắc đầu. Hạ Huyền nói, mệnh tàn, mệnh tiện, mệnh không bằng heo chó, mệnh ép người đang sống sờ sờ phát điên. Một cảm giác ớn lạnh bén rễ trong lòng Tạ Liên, y lờ mờ đoán được Hạ Huyền muốn làm gì. Sư Vô Độ lập tức hiểu ra, trợn tròn hai mắt mà nói, ngươi! Hạ Huyền đứng giữa Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền gằn giọng mà nói, bây giờ ta cho hai người các ngươi cơ hội chọn. Trước tiên, hắn chỉ vào Sư Vô Độ mà nói, lựa chọn thứ nhất, ngươi chọn một kẻ trong cái đám người đó đội mệnh của em trai của ngươi với nó, sau đó tự cút xuống trần gian đi. Từng sợi tơ máu bò lên tròng mắt của Sư Vô Độ, đầu vai cũng bắt đầu run rẩy. Hạ Huyền lại nói, nếu ngươi thích đổi mệnh cho người ta như thế, ắt hẳn rất rành chiêu đó, không cần ta dạy ngươi đâu nhỉ. Nếu không xét nguyên nhân, bước này quả thật là thâm độc. Tuy số mệnh vốn có của Sư Thanh Huyền không đủ tư cách phi thăng, nhưng cũng là người nhàn tả, giàu sang, yên vui, sống tốt đẹp vô cùng. Nhìn lại mấy kẻ này, kẻ thì lở lét ốm đau liên miên, kẻ thì bị hành hạ đến phát rồ. Rõ ràng là chẳng có kẻ nào không bị đại hôn đại kiếp đại nạn quấn thân. Nếu đổi mệnh với những người đó, chẳng phải Sư Thanh Huyền sẽ sa đọa đến cái cảnh ngộ bi thảm cùng cực như bọn họ sao? Đây chính là số mệnh có thể bức ép người ta đang sống sờ sờ mà phát điên, từ nay về sau chắc chắn sẽ hứng chịu dày vò khổ sở vô cùng tận. Còn kiếp này, hiển nhiên là Sư Vô Độ đã độ kiếp thất bại, mà vụ việc Bạch Thoại Chân Tiên đã bại lộ, tất sẽ bị giáng chức. Sau khi bị giáng làm người phàm, hắn sẽ không thể nào đổi mệnh tốt lại cho Sư Thanh Huyền được nữa. Một người phàm bị tước đoạt pháp lực và một người mệnh thối nát cùng cực, thế này làm sao sống tiếp được nữa? Sư Vô Độ thở dốc một hơi, cắn răng hỏi, lựa chọn thứ hai thì sao? Hạ Huyền tiếp tục nói, lựa chọn thứ hai, ngươi. Lần này hắn nhìn Sư Thanh Huyền, hắn gằn từng chữ mà nói, ta không đụng vào mệnh của ngươi, ngươi cắt đầu anh trai của mình xuống tại đây cho ta. Một tiếng sõn vang lên, Hạ Huyền ném một thanh đao rỉ sét xuống đất. Sư Thanh Huyền trợn to mắt nhìn chằm chằm thanh đao nọ. Hạ Huyền nói, sau đó vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa, vậy thì ta có thể xem như ngươi không tồn tại trên đời này. Giây phút đó, hận thù sâu tận xương tủy chất chứa mấy trăm năm cuối cùng cũng chạm đỉnh bùng phát. Ai cũng nhìn ra được cái vẻ điên cuồng cháy rực ở trong con ngươi của hắn.
ai cũng hiểu hắn không phải thuận miệng nói đùa. Im lặng trong giây lát, sư vô đồ cất giọng khàn đặc mà nói, Ta tự sát được không? Hạ Huyền nói, ngươi không có tư cách cò kèo mặc cả với ta. Sư vô đồ nhìn sang sư Thanh Quyền thều thào, ngươi rõ ràng là muốn mạng của bọn ta mà. Sư Thanh Quyền lại chẳng tuyệt vọng như sư vô đồ, vội vàng kêu lên, Ca, chúng ta chọn cái thứ nhất đi ca. Qua một hồi lâu, sư vô độ tỉnh táo mà nói, không, ta chọn cái thứ hai. Sư Thanh Quyền ngơ ngác, tại sao lại là chọn cái thứ hai? Chúng ta đều sống không tốt sao, ca, cái thứ nhất đi. Cái thứ hai không được, đệ thật sự không làm được. Sư vô độ cáo gắt mà nói, câm miệng, đệ không hiểu ta sao? Nếu ta mất hết tất cả, sau đó trơ mắt nhìn đệ lăn lộn ở dưới bùn lầy đất nhão, lẽ nào ta làm được sao? Chi bằng đệ chọc ta tức chết cho xong. Sư Thanh Quyền nói, ca, bỏ đi, chết tử tế không bằng sống tiếp tục. Với lại thật ra huynh thử nghĩ lại mà xem, chúng ta cũng sống tốt mấy trăm năm rồi, cũng nên. Nói đến đây, dường như nhớ ra mấy trăm năm sống tốt của mình là từ đâu mà có. Sư Thanh Quyền hổ thẹn không dám nói nữa. Hạ Huyền đứng bên cạnh lạnh lùng mà nhìn bọn họ, vất vả lắm mới bò dậy nổi. Sư vô độ cầm cái thanh đao rỉ sét loang lổ đó lên, loạn chọn bước tới bên tường, nắm vai em trai mà nói, làm đi. Rồi lại thấp giọng mà nói, đi tìm Bùi tướng quân, xin hắn chăm sóc cho đệ. Thanh đao đó nặng đến dọa người, lại rỉ sét hoang ố, đừng nói là giết người, giết gà còn khó nữa. Nếu dùng thanh đao đó mà cắt đầu ai, cả người cắt lẫn người bị cắt tất sẽ đau khổ vạn phần. Sư Thanh Quyền bị dọa đến cầm không có nổi, cứ rớt lên rớt xuống mãi, kêu lớn, Bỏ đi ca, chẳng phải huynh từng nói với đệ, trên đời này người nào cũng chỉ tự lo cho bản thân mình, người khác làm sao chăm sóc chúng ta được. Từ trước đến nay đều là chúng ta tự chăm sóc cho mình mà thôi, đừng đưa thứ này cho đệ. Sư vô độ quát, Thanh Huyền, đừng có vô dụng như vậy. Thế rồi, hắn cười khổ mà nói, anh của đệ biệt hiệu Thủy Hoàng Thiên, đâu phải đệ không biết, lật trời nổi sóng nhiều năm như thế, không 1000 cũng 800, trên đời dưới đất đâu đâu cũng là kẻ thù. Ta chết còn dễ xử, ta chết rồi sẽ xong xuôi mọi chuyện, không liên quan đến đệ. Nếu ta không chết nhưng mất hết tất cả, đó mới là sống không bằng chết. Nếu ta không phải Thủy Thần Quan, căn bản chẳng có cách nào chăm sóc được đệ, tự bảo vệ mình còn không xong, chỉ sợ anh em chúng ta chưa đầy 2 ngày đã... Đệ cầm đi. Sư Thanh Quyền quả thật bị dọa cho khóc, mất bình tĩnh mà hét toán lên, Không được đâu ca ca, đệ thật sự không làm được. Huynh đừng ép đệ, đừng nhét cho đệ mà. Cứu mạng với. Và lúc như thế này, không ngờ sư Thanh Quyền lại bắt đầu hét khàn cả cổ kêu cứu mạng. Sư vô độ nói, không sao đâu, đừng sợ mà Thanh Huyền, không đau bằng đổi mệnh với rút pháp thuật đâu. Hạ Huyền cố nhịn nhìn đến đây, đột nhiên tung một cú đá. Sư vô độ chẳng hề phòng bị hắn đá một phát, phun mấy ngụm máu tươi, lộn vài vòng ở dưới đất, không sao đứng dậy nổi. Sư Thanh Huyền bị xích ở trên tường mà gọi, ca! Hạ Huyền mắng, câm miệng, đừng có biểu diễn tình anh em làm cho người ta buồn nôn của các ngươi trước mặt ta. Ở đây chẳng có ai cảm động vì các ngươi đâu. Nào ngờ, sau khi nôn máu ào ạt, sư vô độ thinh linh say người lại, nhảy bật dậy mà bóp cổ sư Thanh Quyền. Tạ Liên giật mình, tức thì cảm thấy nghẹt thở, máu sộc thẳng lên mặt. Sư Thanh Quyền gian nan cất lời, ca! Sư vô độ mồm đầy máu, cắn răng mà nói, Thanh Huyền, bây giờ đệ thế này, ta không yên tâm, ta chết rồi, chắc chắn đệ cũng không thể nào sống nổi trên đời nữa. Chi bằng, đi cùng ca ca đi. Nói xong, tay đột nhiên dùng sức, trước mắt sư Thanh Quyền xuất hiện từng màu đen, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ hấp hối. Tạ Liên hoảng hốt, chẳng lẽ Thủy Sư muốn bóp chết Phong Sư thật sao? Không lâu sau, áp lực nơi cổ họng đột nhiên nới lỏng, một lượng lớn không khí được tràn vào. Sư Thanh Quyền sặc sụa, ho sùng sục, vất vả lắm mới thở lại được một hơi. Nhưng Hạ Huyền lại đứng cạnh hai người bọn họ, bẻ đứt hai cẳng tay của sư vô độ đang bóp cổ sư Thanh Quyền, gắt giọng mà nói,
ta có cho ngươi con đường thứ ba để chọn sao? Dù hai cẳng tay đều đứt, máu tô như suối phun, Sư Vô Độ lại cất tiếng cười hô hố. Hạ Quyền vứt hai cẳng tay của hắn như là vứt rác mà hỏi, ngươi cười cái gì? Sư Vô Độ lắc hai ống tay áo rộng rung rinh, rộng tuếch nhóm đầy máu của mình mà nói, ta cười ngươi đấy, tưởng mình chiếm chắc thế thượng phong à. Ngươi cảm thấy mình nhẫn nhịn nhiều năm chờ, đến ngày hôm nay, cuối cùng đã báo được thù, bộ sung sướng lắm sao? Hạ Huyền nói, nhìn điệu bộ thoi thóp hơi tàn của ngươi, đúng là sung sướng lắm. Sư Vô Độ nói, vậy sao? Vậy ta cho ngươi biết, ta cũng sung sướng lắm. Hắn dùng cái đôi tay đứt gãy máu tuôn xối xả nắm cổ áo của Hạ Huyền mà nói, vì ta nhìn thấy ngươi bây giờ, ngươi căm phẫn như thế, đau đớn như thế, oán hận như thế, hận đến mức sắp cắn nát cả răng, nhưng ngươi vẫn không cứu sống được người thân của ngươi. Ngươi vẫn chỉ là một con quỷ sống dưới cống ngầm. Ngươi có dậm chân thế nào cũng vô dụng, bởi lẽ bọn họ đã chết sạch sẽ từ 8 đời rồi. Mà ta, em trai ta, được sống thêm lâu như thế, được làm thần quan tận mấy trăm năm trời. Cho dù bây giờ nó có không làm nữa, không sống nữa, tính ra thì nó vẫn được lời, là ta thắng ngươi, làm sao ta không sung sướng hơn ngươi được chứ. Nghe như vậy, gương mặt tái nhợt của Hạ Huyền từ từ biến sắc, hệt như ma trơi nổi trên đồng hoang buốt giá. Trong lúc bất chợt, không khí trong phòng như là cũng lạnh đi nhiều. Sư Thanh Huyền sợ mất mật, khàn giọng nói, ca, huynh đừng nói nữa được không? Ca, ông trời ơi, huynh đang nói cái gì vậy? Huynh đang nói bậy bạ cái gì vậy? Hạ Huyền thình lình đưa tay bóp cổ Sư Thanh Huyền mà mắng, ngươi chẳng hề có lòng hối cải. Sư Vô Độ cười như điên mà nói, lòng hối cải? Ngươi buồn cười chết người được, mà thân ngươi là quỷ vương cấp tuyệt, hắc thị trầm chu. Ngươi ở đó mà nói cái lòng hối cải với ta, ta cho ngươi biết, không có cái thứ đó. Sư Thanh Huyền hét thảm thiết. Sư Vô Độ ngẩng đầu cao mà cất giọng nói, tất cả những thứ hôm nay ta có được đều là tự tay ta giành lấy. Thứ không có được, tự tay ta giành. Mệnh không có được, ta sẽ tự tay sửa. Mệnh ta tự định, chẳng tại trời. Đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Liên nghe được cái kiểu giải thích mệnh ta định, chẳng tại trời. Cho dù da đầu đang tê rần dại đi từng cơn cũng kinh ngạc đến sững người, dường như bị khí thế hùng hồn chết không nhận sai của Sư Vô Độ làm mở mang tầm mắt. Hạ Huyền cũng cười ha ha mà nói. Mắt thấy sắc mặt Hạ Huyền càng lúc càng khủng khiếp, Sư Thanh Huyền hoảng loạn mà nói, ca ca, đệ cầu xin huynh đó, huynh đừng nói nữa được không, mà im miệng đi, cứu mạng với. Vẻ ngạo mạn chẳng hề suy giảm, Sư Vô Độ nói, Thanh Huyền, ca ca đi trước một bước, xuống dưới, chờ đệ. Lời còn chưa có dứt, Hạ Huyền đã đặt tay lên trán của Sư Vô Độ, túm lấy tóc của hắn. Sư Thanh Huyền sợ bay mất hồn vía, xích sắt đập len keng ở trên tường, gọi lớn, Minh Huynh, xin lỗi, ngàn lần vạn sai đều là lỗi của chúng ta, là lỗi của ta, anh ta cũng vì ta nên mới như thế, anh của ta điên rồi, Huynh ấy điên rồi, Huynh ấy không, ta Huynh. Muốn xin tha thứ, vang hắn rộng lòng từ bi, nhưng lại không thốt nên lời, chỉ dám dùng ánh mắt dập đầu lia lịa. Hạ Huyền chậm rãi nhìn về phía Sư Thanh Huyền, lát sau như nhớ ra điều gì đó, phần nào tỉnh táo lại, dừng động tác. Thấy vậy, Sư Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, như bắt được một tia hy vọng. Cuối cùng, nước mắt cũng trượt dài xuống. Nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi xuống đất, chợt nghe giọng nói lạnh lẽo của Hạ Huyền cất lên. Ngươi gọi nhầm người rồi. Dứt lời, hắn nhấc mạnh tay, cứ thế vặn đầu Sư Vô Độ xuống khỏi cổ. Một tiếng la thất thanh vang lên, Sư Vô Độ đầu thân tách rời, máu tươi phun té lên từ cái lỗ hổng trên cổ, bắn lên mặt và người của Sư Thanh Huyền ở đằng xa. Cuối cùng, Sư Thanh Huyền không chịu nổi nữa, bắt đầu gào thét như là phát rồ. Thấy cái thi thể mất đầu này vẫn đứng thẳng không ngã, trông rất là thú vị. Lũ quái nhân điên khùng cũng mừng đến phát điên, bắt đầu lượn quanh Sư Vô Độ. Những đôi chân trần giảm thành một vòng dấu chân máu me nhầy nhụa. Chúng vừa lượn vừa vỗ tay khen hay. Hớ hớ, chết rồi. Chết rồi. Chẳng biết Sư Thanh Huyền gào thét điên cuồng trong bao lâu. Cứ gào như thể hồn vía cũng đã bay mất. Cũng không biết khi nào mới dừng lại. Chờ khi Tạ Liên tỉnh táo lại theo ý thức của Sư Thanh Huyền,
Sư Thanh Huyền đã ngồi bệt ở dưới nền đất máu me be bét một lúc lâu. Mà Hạ Huyền đang đứng ở trước mặt Sư Thanh Huyền ở cách đó không xa, tay xách một cái đầu, hai mắt tròn tròn của Sư Vô Độ, bệ nghệ mà nhìn xuống hắn. Nhìn hồi lâu, Hạ Huyền thản nhiên mà hỏi, người có gì muốn nói không? Sư Thanh Huyền thẫn thờ nhìn chằm chằm bốn cái hũ tro cốt xếp thành hàng ở trên bàn thờ phía trước, cùng với hai chiếc quạt rách tươm ở dưới đất, qua thật lâu mới ú ớ cất thành lời. Ta muốn chết. Hạ Huyền hờ hững mà đáp, người mơ đẹp quá nhỉ. Tiếp theo, Hạ Huyền chìa một tay về phía Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền nhắm chặt hai mắt lại. Cùng lúc đó, hồn phách của Tà Liên đột nhiên bị lôi ra, ném lên thật cao. Lúc rơi xuống dưới, vừa mở mắt ra, y đang sụi lơ, nằm ở trong lòng ngực của một người áo đỏ. Hoa Thành dùng hai tay nắm nhẹ càm của y, đang hôn say đắm. Thảo nào mà Tà Liên lại cảm thấy pháp lực duy trì dời hồn đại pháp bỗng dưng giảm mạnh. Thì ra là Hoa Thành dùng cái cách mau lẹ mà hiệu quả nhất, đó chính là hút sạch pháp lực khi nãy hắn cho Tà Liên mượn, thành công triệu hồi hồn phách của Tà Liên về lại cơ thể của chính mình. Thấy Tà Liên tỉnh lại, Hoa Thành nhẹ nhàng mà tách môi ra, dường như muốn rời khỏi. Dưới tình thế cấp bách, Tà Liên làm gì lo được nhiều như thế, y vội vàng nhấc hai tay lên ôm cổ Hoa Thành, hút lại pháp thuật sắp bị Hoa Thành hút mất. Hoa Thành hiển nhiên không ngờ Tà Liên lại làm như vậy, nhất thời mất trập tung, pháp thuật chảy ngược trở về. Sợ là Hoa Thành sẽ rời khỏi, Tà Liên hối hả dùng hai tay nâng mặt của Hoa Thành, xong lại lật đè Hoa Thành xuống dưới đất, cảm nhận một luồng linh khí mát lạnh tưới vào trong cơ thể của mình, men theo cổ họng rót xuống bụng, ấm áp vô cùng. Lúc này, cửa gỗ trước Bồ Tề quán kêu có két, một bóng hình trông như một con sâu xanh khổng lồ bò ra khỏi phòng mà quát. Con mẹ nó, đứa chó chết nào to gan thế, trộm vặt đến thó của à. Thó lên đầu bố mày mà cũng dám quấy rầy bố mày ngủ. Bố mày mà không. Lời còn chưa có dứt, đã nhìn thấy bên ngoài quán có hai bóng người chồng lên nhau, trông như đang ôm nhau hôn đắm đuối, một đỏ một trắng kia. Còn ai với ai nữa chứ? Gã nhất thời bị dọa cho rú lên. Ôi trời đất ơi, ái chà chà. Hoa Thành khẽ nhấc tay, vốn dĩ là định nắm cái bả vai của Tà Liên, nghe Thích Dung la lên, bèn đổi động tác tay, đánh cái tiếng ái chà chà của gã văng ngược vào trong phòng, cánh cửa đóng sầm trở lại. Bây giờ Hoa Thành mới trở mình, đè Tà Liên ở dưới thân, ngước mặt lên thở hổn hển một hơi. Ánh đen lập lòe trong mắt mà gọi, điện hạ. Tà Liên không kịp nhiều lời, đưa tay ôm cổ Hoa Thành kéo xuống tiếp, hút đủ pháp lực rồi mới sặc một hơi, lặp lại lần nữa, dời hồn đại pháp. Ngờ đâu lần này, hồn của y vừa bị kéo ra, còn chưa ném lên trời, đã bắn ngược trở về cơ thể như một cái vách tường bị chặn lại, bắn mạnh đến nỗi y kêu a một tiếng. Đến khi mở mắt ra, phía trên vẫn là ánh sao rợp trời và cái gương mặt hơi sốt sáng của Hoa Thành. Tạ Liên ngồi dậy ôm đầu mà lẩm bẩm, không qua được rồi. Là do Sư Thanh Huyền đã chết sao? Hay do Hắc Thủy Huyền Quỷ đã tăng cường lá chắn? Bất luận là cái nào, nói chung y cũng không thể vào đầu Sư Thanh Huyền được nữa rồi. Cho dù là bây giờ có đuổi về Nam Hải, chắc chắn cũng đã muộn rồi. Thấy Tạ Liên đang ngẩn người, Hoa Thành nói, điện hạ, xin lỗi. Tạ Liên nhìn hắn, Hoa Thành lại nói tiếp, nhưng mà cái việc này người ngoài không thể nhúng tay vào được. Tạ Liên xua xua tay mà nói, để không cần phải nói xin lỗi đâu. Thật ra cho dù ta có ở đó cũng chẳng thể làm được gì. Dùng dời hồn đại pháp, y chỉ có thể nhập vào người của Sư Thanh Huyền. Tuy nhiên Sư Thanh Huyền mang thân xác người phàm, dù Tạ Liên có thể giúp hắn dậy khỏi rong xiềng xích, nhưng làm sao hắn có thể chống chọi được với chủ nhân của Hắc Thủy Quỷ Vực ngay tại nơi đó được. Thậm chí chạy trốn cũng chẳng xong. Chờ khi tỉnh táo lại, Tạ Liên tức tốc trở vào thông linh trận của Thượng Thiên Đình mà hỏi, Linh Văn, các ngươi xuất phát chưa? Linh Văn nói, Thái tử điện hạ, sao vừa nãy ngươi đột nhiên im re cả buổi vậy? Bọn ta đã phái một nhóm thần quan đến Nam Hải trước, Kỳ Anh điện hạ cũng về rồi, lát nữa cậu ta cũng sẽ ra biển. Nhưng Hắc Thủy Quỷ Vực không có dễ vào, chẳng biết bao giờ mới tìm được. Tạ Liên nói bằng cái giọng khàn đặc, chờ chút, để ta xuất phát với các ngươi, biết đâu còn nhớ được đôi đường. Có điều phải làm phiền ngươi phái người đến Bồ Tề quán đón ta. Nghe như vậy, Linh Văn đáp, được,
Bây giờ cậu ta sẽ tới liền. Tạ Liên sửng sốt quay đầu nhìn lại, Hòa Thành thế mà chẳng có thấy bóng dáng đâu nữa. Ngoài thôn Bồ Tề có hai tiểu thần quan đi tới, theo sau là một thiếu niên cao lớn với mái tóc đen săn nhẹ, chính là Quyền Nhất Chân. Tạ Liên gật đầu với cậu ta, xem như là chào hỏi. Quyền Nhất Chân lại không biết đáp lễ, song Tạ Liên cũng chẳng mấy để tâm. Nhìn xung quanh bốn phía không thấy bóng dáng Hòa Thành, Tạ Liên biết đối phương muốn dành thời gian cho mình xử lý cái chuyện này. Hai người và một nhóm tiểu thần quan lên đường đến Nam Hải. Nghe theo lời đề xuất của Tạ Liên, bọn họ đặc biệt thu nhặt vài chục cỗ quan tài nặng trịch, từng chứa người chết, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Sau khi thuyền chạy như bay, trên nước chừng khoảng 2-3 canh giờ, mặt biển bỗng nổi lên những thứ kỳ dị. Hàng loạt thi thể của xương cá khổng lồ bồng bềnh trên mặt biển và vào mạng thuyền, các thần quan bắt đầu cảnh giác. Vậy là sắp tới rồi hả? Tạ Liên lại nói, không thể nào, nếu đã vào Hắc Thủy Quỷ Vực, chắc chắn thuyền không thể nổi trên mặt nước được, còn lái nhanh như vậy nữa. Nhưng mà rõ ràng những thứ này là vết tích để lại lúc Bùi Tuấn Quân và thị sư chiến đấu ở đây tối qua mà. Quyền Nhất Chân vẫn ngồi chầm hõm trên mép thuyền, duy trì cái tư thế khó nhằn đó, lúc này chợt lên tiếng mà nói, phía trước có một hòn đảo đen, có phải là nó không? Tạ Liên tập trung mà nhìn kỹ, phía trước đích thực có một hòn đảo nhỏ đen như mực. Hơn nữa nhìn từ xa, quả thật rất giống như là đảo Hắc Thủy. Tạ Liên cao mày, thoạt nhìn thật sự rất giống, nhưng làm sao mà dễ tìm như vậy chứ? Thuyền cũng chẳng chìm nữa, trước hết xin chư vị thận trọng, coi chừng là cạm bẫy. Vừa dứt lời, y lập tức phát hiện không phải là cạm bẫy, bởi vì trên bãi biển có một bóng người đang đứng dãi nắng, lại còn dùng một thanh bảo kiếm chém tướng giết địch lội cội chẻ cái đống củi để đóng quan tài. Bên cạnh đặt ba cỗ quan tài đã làm xong, giờ hắn đang làm cỗ thứ tư. Tạ Liên vội vàng vẫy tay mà gọi lớn, Bùi Tuấn Quân, là Bùi Tuấn Quân, đúng là đảo này rồi. Thuyền lớn lập tức đổi hướng, phóng ào về bên đó. Thấy viện binh đã tới, Bùi Minh là chẳng hề tỏ ra vui mừng. Hắn cắm kiếm xuống mặt đất, dụi dụi mũi, buồn bực mà hỏi, các ngươi sớm không đến, muộn không đến, cứ phải đến khi ta sắp làm xong, là ý là gì đây? Quyền Nhất Chân nghe vậy mà nói, có người đến là tốt lắm rồi, nghe bảo đến cứu ngươi, tất cả mọi người đều than bận. Bùi Minh ra chiều là ta không so đo với nhãi ranh nhà ngươi, quay sang hỏi Tạ Liên, vậy là Thái tử Điện Hạ về trước rồi hả? Thuyền của các ngươi đóng thế nào mà nổi được ở trên mặt nước của quỷ vực hay vậy? Tạ Liên đáp, ta nghĩ vấn đề không nằm ở thuyền, là lời nguyền rủa của Hắc Thủy quỷ vực đã tiêu tan. Bùi Minh sửng sốt, tiện tay thử xem sao, chỉ một nhát kiếm lại chém đổ mảng lớn cây cối, đúng là pháp lực đã phục hồi. Im lặng trong giây lát, hắn lắc đầu mà than thở, sớm biết như vậy, ta cần gì phải đóng quan tài vất vả đến như thế. Lời này là thật, suốt đêm qua Bùi Minh thật sự uổng công vô ích, làm quan tài cho bốn người, nhưng hóa ra ba người chẳng dùng nữa rồi.